tỏa sáng, bùng nổ và khác biệt là những điểm chung của các thí sinh đội thi đến với vòng bán kết FPT Edu Scott Talent 2023. Ngày 22 tháng 11 hôm nay, vòng bán kết khu vực thành phố Hồ Chí Minh chính thức diễn ra với 42 tiết mục ấn tượng được thể hiện bởi các bạn học sinh, sinh viên, học viên đến từ 10 đơn vị tổ chức giáo dục FPT. Ban giám khảo chuyên môn với sự góp mặt của tiến sĩ Lê Hoài Phương, giảng viên đàn nô và gõ dân tộc, nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Chị Trần Thanh Ly, Founder and CEO Star Academy of Art. Cùng với đó là Dancer Coach, diễn viên, MC song ngữ Mia Minh Anh đã vô cùng công tâm để đưa ra những lời nhận xét, góp ý tận tình cho thí sinh. Hôm nay nhóm Mặt Trời của tụi em rất là hứng khởi và xúc động khi mà được vào bán kết của khu vực. Em mong nhóm em sẽ hoàn thành tốt và mang đến cho mọi người một cái tiết mục xuất sắc nhất trong phần bán kết lần này. Cảm xúc của mình khi đến đây thì mình rất là hào hứng và rất là nhiệt huyết khi đến với cái phần thi ngày hôm nay. Và mình có một cái lời gửi gắm cho team của mình, đó là mọi người hãy cố gắng lên vì mình luôn tự tin là mình sẽ chiến thắng. Trong hơn 8 tiếng diễn ra phần thi, mọi người đã được thưởng thức trọn vẹn những nội dung biểu diễn xuất sắc của các thí sinh đội thi với nhiều cung bậc cảm xúc. Liệu ai sẽ là người tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vị quán quân FPT Edu Scott Talent 2023? Hãy cùng đón chờ.